Có chuyện gì? Em nhờ anh đi mua nhẫn cưới cùng em. Ui giời ơi, nhờ thì phải báo trước nửa tháng để anh còn xin phép vợ chứ. Báo gấp thế này anh không xin phép được đâu. Em mua nhẫn cưới lần đầu mà, giúp em đi. Lần sau em tự đi mua, không phiền anh nữa. Thôi được rồi, để anh tính cách. Bố vợ gọi này. Qua xem hộ bố con họa mi phát. Họa mi của bố bị làm sao vậy? Qua bố cho đoạn hầu nhà hàng xóm. Chắc là hầu bị viêm nhiễm hay sao? Nay nó cứ ủ rũ, đầu ngợ sang một bên, mồm chảy nước tùm lum. Bố nhờ con ấy, bố phải báo trước khoảng nửa tháng con mới xin phép được. Bố báo gấp như này, con không xin phép được đâu. Vợ không cho đi đâu. Thôi đi nhanh đi, về còn dọn nốt nhà rồi đi chợ nấu cơm. Tôi sơn xong móng tay mà tôi chưa có cơm ăn thì tôi cho ông biết tay. Anh của ông bố vợ tuyệt vời thật đi, sẵn sàng giúp đỡ con rể qua mặt con gái mình. Có đi có lại thôi em, đầy lần anh cũng giúp ông ấy qua mặt mẹ vợ anh mà. Ây da, mẫu này hơi chật em ạ, cho anh thử cái mẫu nào rộng hơn được không? Chỗ em vừa xảy ra vụ cướp nhẫn cưới đấy nhở, nạn nhân ấy đeo nhẫn chật quá, bọn cướp tháo mãi không ra, thế là nó chặt đứt ngón tay nạn nhân luôn. Kinh chưa, chỗ anh còn có vụ kinh hơn cơ. Ông này đeo nhẫn rộng quá bị rơi mất, về vợ tưởng ông tháo nhẫn ra để đi với gái, vợ chặt luôn. Chặt cái gì ạ? Chặt cái dụng cụ đi với gái rồi còn chặt cái gì? Ơ, em sao thế? Em thấy hơi choáng choáng, ra xe ngồi nghỉ tí đã nhá, xong tính tiếp nhá. Vẫn choáng à? Thôi ngồi đây nghỉ nhá, để anh đi mua cho em chai nước. Tiền đây anh. Tiền anh có mà. Ý là mày khinh anh không có tiền ấy hả? Em không có ý đó. Mày đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trông anh này thôi, nhưng anh là người có tiền đấy. Ai dạ, giấu hẳn trong xịp cửa. Hôm trước vợ anh để quân ví ở nhà tắm, anh ấy rút trộm được đấy. Vợ anh gọi. Chồng nghe rồi vợ yêu. Đang ở nhà bố à? Sao không nghe thấy giọng bố vậy? Bố đang đi vệ sinh. À, bố ra rồi đây. Bố nói chuyện với vợ con này. Nó đang giúp bố đây rồi, xong nó về, không phải gọi. Nghe thấy chưa? Thế nhá. Từ từ đã, đưa máy cho bố, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với bố. Bố ạ. Ừ, bố đây. Xong việc bố bảo chồng con về ngay nấu cơm nhá, con đói lắm rồi. Biết rồi, bố cũng đang muốn xong nhanh còn đi nấu cơm đây. Mẹ mày cũng đang kêu đói lắm rồi kìa, thế nhá. Em thấy điện thoại của anh còn nhiều file thế. Những file gì đấy? À, ngoài file thu sẵn giọng bố vợ ra, anh còn file âm thanh họp giao ban này, âm thanh máy xúc ngoài công trường, âm thanh còi xe tắc đường, âm thanh đưa người đi cấp cứu. Mà em thấy ổn hơn chưa? Đi mua nhanh anh còn về nấu cơm. À, sao thế? Nhanh lên. Có khi thôi anh ạ, em không muốn nhẫn, không lấy vợ nữa đâu. Em trước giờ nổi tiếng là ngu, nhưng dù ngu cỡ nào thì cũng chưa đến mức mà thấy địa ngục của vẫn lao vào. Khá lắm thằng em, anh trước giờ cũng nghĩ là em ngu, nhưng với quyết định của em vừa rồi, anh tuyên bố chính thức từ giờ phút này anh thay đổi suy nghĩ của anh về em. Anh cầm lấy. Gì thế? Tiền này em mang đi để mua nhẫn cưới, nhưng giờ thôi rồi thì em biếu anh luôn, coi như trả ơn anh đã giác ngộ. Không, anh không nhận được. Anh đừng khách sáo. Không phải anh khách sáo, mà là nếu cầm số tiền này anh không biết giấu ở đâu cả. Mỗi tờ 10.000 anh nhét trong xịp nó đã cộm lắm rồi, bây giờ nhét cả chục triệu vào quần xịp thì nó sẽ u thành một cục, giống thằng bị biếu cổ ở bẹn à. Rồi vợ phát hiện được, vợ hỏi tiền ở đâu ra, giấu tiền để làm gì, để đi gái à? Thế là lại nhục nhã. Em hiểu không? Thôi tự đi nhanh về đi, để anh còn nấu cơm. Dạ vâng ạ. Em chào ân nhân ạ, lại quà. Tết năm nào cũng mua quà tặng anh vậy, anh ngại quá. Ân nhân đừng nói vậy, năm ấy nếu không may mắn được ân nhân giác ngộ thì chắc hôm nay em cũng đang phải chịu cảnh khổ cực đọa đày hệt như ân nhân.